Trung Quốc đang hỗn loạn. Đây là Thâm Quyến, nơi được mệnh danh là thung lũng Silicon của Trung Quốc, một trong những thành phố tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Hình ảnh thì tráng lệ như thế, nhưng thực tế có vẻ như hơi ngược ngược một chút thì phải. Không sai, những hình ảnh mà mọi người đang xem chính là các con đường ở Thâm Quyến, đường phố sang trọng đâu chẳng thấy, chỉ thấy rất nhiều người đang phải nằm ngủ bên lề đường, không có nhà để về. Trong khu công nghiệp Phù Dung, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa vì tình hình kinh doanh cực kỳ ảm đạm. Các cửa hàng đã từng rất nhộn nhịp, bày bán nhiều loại mặt hàng, từ kinh doanh rất phát đạt nhưng hiện đã phải đóng cửa ngay tại thời điểm Tết truyền thống đang đến gần. Còn đây là gì mọi người có nhận ra không? Vâng, đó chính là lò hỏa táng di động. Dịch vụ này xuất hiện ngày càng nhiều ở Trung Quốc. Chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao. Cái này thì là do các lò hỏa táng cố định tại Trung Quốc đang quá tải, hoạt động 24/24 vẫn không đáp ứng được. Còn hỏi vì sao mà các lò hỏa táng lại hoạt động 24/24? Thì đầu năm 2024 đến nay, dịch bệnh tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc, các bệnh viện nhi quá tải. Người dân Bắc Kinh cho biết số người chết ngày càng tăng, người dân phải xếp hàng dài để được hỏa táng. Video được tài khoản Wang Junxie đăng trên mạng xã hội X nói rằng học sinh Dương Lưu Dương đã bị hiệu trưởng và giáo viên của mình giết hại, khiến hàng trăm ngàn người dân xuống đường biểu tình. Người biểu tình hô lớn, đảm bảo quyền tự do, đã đảo chính quyền độc tài, tự do thuộc về người dân, tự do muôn năm, tự do tất thắng. Chính quyền Hà Nam đã huy động hơn 30.000 quân cảnh để trấn áp các cuộc biểu tình. Đoạn video cho thấy cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở Thương Khâu, Hà Nam, đông đảo cảnh sát có mặt và xảy ra xung đột với người dân. Những người biểu tình hô vang, đã đảo đảng Cộng sản, lật đổ Tập Cận Bình, tự do muôn năm. Những ngày sau, rất đông cảnh sát đã đến duy trì ổn định, người dân tiếp tục kéo đến trụ sở chính để đòi sự thật. Chính quyền đã khẩn trương huy động lượng lớn cảnh sát từ nhiều nơi đến trấn áp. Toàn thành phố từng có thời điểm cảnh sát bắt giữ người khắp nơi,